Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, em giới thiệu đi em. Xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh, chào bạn Nam Minh Hàng Rào và chào tất cả mọi người đang có mặt trong trường quay cũng như quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Trần Thị Thanh Hằng, năm nay em 30 tuổi, hiện tại em là nhân viên kế toán, sống và làm việc tại quận Thủ Đức. Nhà em thì ở dưới Đồng Nai. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Lần đầu tiên em xin kính chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, quý vị khán giả và bạn nữ kế bên. Em tên là Nguyễn Văn Giang, 34 tuổi, đến từ Bến Cát, Bình Dương. Nghề nghiệp chính, chuyên môn chính của em là kỹ sư điện. Công việc hiện tại của em là em làm là Production Supervisor, là giám sát sản xuất cho một công ty về thiết bị y tế là Terumo BCT Việt Nam. Địa chỉ là ở Long Thành, Đồng Nai. Nhà bạn ở Đồng Nai là ở đâu ha? Nhà mình thì mình ở dưới Long Khánh, nơi nào mà trái cây nhiều nhất đó. Long Khánh thì bản thân Giang thì cũng rất là thích ăn chôm chôm, thì hy vọng là sẽ có dịp được đi xuống Long Khánh. Không có chôm chôm đâu mà ăn. Chôm chôm hết mùa rồi bạn ơi. Hết mùa rồi. Gặp sớm hơn tí nữa chắc có đó. Rồi mình giới thiệu về mình đi cho bạn gái bên kia biết. Thì bản thân Giang thì là một người rất là cởi mở, hòa nhã và chân thành. Thì bản thân cũng là thấy là một người chín chắn, điềm tĩnh và rất là chính trực. Và đặc biệt là trong công việc làm thì rất là sâu sắc và tỉ mỉ. Rồi còn em? Trước khi tốt nghiệp đại học xong thì em làm nhân viên xuất nhập khẩu. Nhưng mà 2 năm gần đây thì em về em làm kế toán cho con một công ty vận tải của người quen. Công việc thì kế toán thì cũng có tỉ mỉ á. Nhưng mà nói thật thì điểm yếu của em thì có lâu lâu nó cũng hơi mất tỉ mỉ một tí. Rồi còn cái điểm yếu nào nữa không em? Điểm yếu của em thì bạn bè nó chơi với em nó nói hoài một câu à. Sao mà tao không thấy mày điểm mạnh bằng một bầu trời điểm yếu không à. Nên nếu mà xét ra theo em thấy em yếu nhất á, chắc có thể là em dễ bị dụ nhất á. Trai đẹp dụ là được. Nhưng mình cũng phải có cái điểm mạnh nào chứ đúng không? Điểm mạnh thì em có thể tự tin là em nấu ăn rất là ngon. Rồi về tình trường mà bạn trai trải qua mấy mối tình rồi em? Chị Cát Tường, em trải qua 2 mối tình thì các bạn biết thì mối tình hồi học sinh thì lên năm nhất đại học thì cũng không có bền. Và mối tình thứ hai thì chia tay cũng lý do là hồi đó em chưa có đủ sự quan tâm lắm dành cho bạn nữ đó. Đến với chương trình thì em nghĩ là đã đến lúc và em nghĩ là em có đủ sự chín chắn và sự quan tâm cần thiết và sự chân thành để dành cho bạn nữ kế bên. Tốt. Có sự quan tâm là được rồi ha, đừng có thiếu sự quan tâm. Mình thì sao em? Dạ, em thì ít hơn bạn nam bên kia. Xét mà về mối tình của em thì đơn phương thì em yêu hai mối tình đơn phương. Nếu mà xét mà chính thức thì em chỉ có một mối tình duy nhất thôi. Nhưng mà cũng chia tay cách đây 2 năm rồi. Do khoảng cách nó xa quá nên không có sự quan tâm với nhau, nó thiếu lại. Ở đâu với ở đâu mà xa? Dạ, ở dưới Kiên Giang lần chị. Trong khi đó em ở Thủ Đức, thành phố. Tình yêu chưa đủ lớn ha, dạ, để mà vượt qua. Nhưng rồi mà em nói đàn trai hơi lo cái chuyện là em hay bị dễ bị trai đẹp dụ đó. Đủ giờ đang có người yêu hay có gì cái em bị dụ rồi sao? Dạ không, anh có người yêu rồi. Dạ, em chào anh. Chưa có người yêu thì em sẽ rất dễ bị dụ, nhưng mà khi mà có rồi thì em lại là trung thủy. Tức đẹp trai là dụ em được á hả? Dạ, giờ trai đẹp là dụ được. Còn khi mà đã xác định rồi là trai đẹp cỡ mấy cũng không dụ được. Đúng nha, chứ dạ. Nhiều khi có chồng có người yêu cái trai đẹp dụ cũng chịu luôn là mệt lắm. Cái đó em không dám. Rồi, em muốn một chàng trai như thế nào? Dạ, lên đây thì em muốn tìm một chàng trai nói chung là cao từ 1m65 trở lên. 65, có luôn. 1m71. Đúng rồi. Dừng 71 luôn hả? Ừ, 71 luôn. Ngoại hình thì có hơi đô con tí, tại em thích nhìn trai cơ bắp. Khỏe mạnh. Có đô luôn hả chị? Có đô. Công việc thì chắc chắn là phải công việc của bạn là ok, em nghe bạn giới thiệu là ok rồi. Rồi, gì nữa? Đặc biệt là không được hút thuốc. Có hút thuốc không? Không. Thầy, hút thuốc uống rượu thỉnh thoảng em. Nói chung là không hút thuốc. Dạ. Rồi, gì nữa? Và không có gia trưởng nữa anh ơi. Không gia trưởng. Con trưởng chứ không gia trưởng. Có dạ. Luôn. Rồi vậy là ok rồi. Khỏe đúng không? Khỏe rồi đó anh. Trời ơi, đàn trai ngon lành luôn. Được. Còn bên kia, bây giờ bên kia nói cái chuẩn của mình đi để bên này nghe coi được thì, không? Bản thân em thì em cũng nghĩ là chỉ kiếm một quan nữ là năng động, nhiệt tình và đủ sự chân thành. Thì bản thân Giang thì Giang đi làm về thì Giang cũng là mẫu người đàn ông của gia đình, cũng phải đi chợ nấu nướng rồi cũng phải dọn dẹp nhà cửa, rửa chén, rửa bát, quét nhà, quét cửa. Và bản tính thì cũng sạch sẽ, thì bạn nữ bên đó cũng yên tâm. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Thì như bạn nói thì em không thích là bạn nữ là không có sự chung thủy. Bên đây là người ta có cái tiêu chuẩn bạn trai. Dạ. Vậy bên đây em nào về ngoại hình rồi vóc dáng rồi muốn làm sao nói luôn đi. Thì bạn nữ thì cũng dễ nhìn, cao 1m65 trở lên. Rồi. Dáng người thì mảnh mai. Nói chung là nếu con gái thì nếu mà có nhuộm thì cũng nhuộm vừa thôi, và đặc biệt là không xăm. Tại vì em thì em thích người phụ mẫu phụ nữ truyền thống. Bây giờ được khi nào đám cưới nè? Thì em hy vọng thì nếu mà được thì cuối năm.
cuối năm. Dạ. Mọi thứ sẵn sàng hết rồi ha. Dạ. Rồi. Em trai đi với ai? Dạ em hôm nay em đi với mẹ, với dì, với lại em trai ruột, à, em trai họ và hai đồng nghiệp nam của em. Rồi, cho gặp mẹ em nha. Dạ chào cô. Dạ chào cô. Chào Quyền Linh, chào Cát Tường, dạ. Chào khán giả, khán giả trường quay. Mình là mẹ của Giang. Con mình nay cũng đã là 34 tuổi rồi. Bạn gái cũng được. Nhờ ông Mai bà mối cho hai cháu nên duyên chồng vợ. Dạ, anh trai có ý kiến gì à? Cho ý kiến. Chào Cát Tường và anh Quyền Linh. Nhưng em là em Nguyễn Văn Sang, em của anh Giang. Nhưng em phần nhận xét của em thấy nếu mà chị bên đây đồng ý về với anh em là em thấy rất đẹp đôi. Nhưng phần mà chị nói nấu ăn ngon là hợp ý. Rồi, cảm ơn cả gia đình. Rồi em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ em trai ruột của em và một người bạn thân ạ. Chào MC Quyền Linh, MC Cát Tường. Chào quý vị khán giả ở trường quay. Dạ, chào hai con. Thì theo như má thấy nhận xét như thì má thấy bạn trai bên này thì má thấy cũng được. Cũng có công ăn việc làm ổn định thì cái này là cũng là một cái duyên. Thì nếu mà hai con cảm thấy được thì cho nhau một cơ hội để tiến tới hôn nhân. Còn không được thì bạn bè vẫn tốt không sao. Thôi được rồi. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Dạ em cảm ơn. Dạ em cảm ơn. Thì hôm nay lên công ty nha, anh luyện rất là nhiều, không biết là ca có hay không, nhưng mà lời bài hát này là cũng là những cái gì mà anh muốn nói với em, và hy vọng là em lắng nghe và em hiểu được cái tâm tư nguyện vọng của anh. Bài hát này tên là Chân Tình ha. Dạ trước khi anh hát cho em tặng anh quà luôn đi. Đặc sản ở... Dạ đúng rồi, đây là đặc sản cây nhà lá vườn của em. Cảm ơn anh nhiều. À. Nhà trồng luôn hả em? Nhà trồng ạ. Ồ trời, nó bưởi to quá ha. Anh sẽ ca bài Chân Tình. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay, và em vừa đến thay màu áo mới vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàn lãn quên, nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Như chưa từng có những phút lìa xa, dấu gương mặt trên vai anh khóc òa. Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tần đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Trời ơi, múa có đòi minh họa nên mới chịu ha. Giờ xong rồi đó, ôm bấm nút luôn đi, khỏi nói gì hết rồi. Thấy hát học lại lý lắm em. Rồi đó. Dạ không, thì lên em cũng có một bài hát cũng muốn hát lại cho anh. Có cả anh múa gì không? Dạ có, nếu anh hổ được. Em thả bùa yêu nhé. Lâu nay em luôn một mình, lâu không quan tâm đến ai. Nhưng nay tin em ồn ào khi ngang sang anh nói lời chào. Hẹn hò ngay với em đi, đâu có mấy khi. Em run rồi. Cứ tự nhiên không sao. Tin không em đang thật lòng. Em tiếp. Đang nghe đây anh nói đi anh. Rồi anh nói đi anh. Anh chỉ nói ba câu. Câu thứ nhất là biết quan tâm mọi người thì mọi người sẽ quan tâm mình. Cái câu thứ hai là nếu mà có khuyết điểm thì mình phải khắc phục, nếu mà không khắc phục là lỗi của mình. Và cái câu thứ ba nó là thời gian thì nó rất là quý giá, bởi vì cuộc sống nó rất là ngắn. Nếu mà em không trân trọng những cái giây phút này bên đây thì mình sẽ không có những cái giây đó. Trong ba loại đó anh có thích loại nào không thì ạ? Thì anh nói em luôn là trong ba loại này thì anh thích nhất là quýt. Vì vậy em lột cho anh luôn nhé. Okay. Quá tốt. Wow. Nếu mà lột thì ha, để anh lột cho. Để anh lột cho. Thôi lột chung đi anh. À, lột hai đứa cùng lột. Trời ơi. Thôi em với anh Linh đi xuống luôn cho rồi đi. Chết rồi thấy chưa, em run rồi nè thấy chưa. À, để em lột cho. Em lấy nè. Cái này. Rồi. À, thì em có cả anh đút cho em ăn không? Nếu anh ok vui lòng. Thì ngọt không anh? Anh thấy nó rất là ngọt. Ngọt từ từ cái tay em bóc, và anh nghĩ là anh mong muốn là ngọt từ vị ngọt đôi môi. Anh mong muốn là ngọt từ vị ngọt đôi môi. Lột bưởi ăn luôn đi. Thì anh thấy là mình đến đây cũng là một cái duyên, và là một cái định mệnh. Thì anh nghĩ là hai chúng ta sẽ trao cho nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu về nhau. Về khoảng cách địa lý thì không có thành vấn đề,
Thì một tuần lễ thì em rảnh khi nào ha? Dạ em rảnh thứ bảy và chủ nhật ạ. À thì nếu em rảnh thì em thích đi đâu ha? Ví dụ như là Bắc Sun, Aeon, Vincom hay là em thích đi coi phim? Dạ không, em không thích đi vô trung tâm thương mại, em thích đi phượt, đi những cái khu mà sinh thái đó. À sinh thái, vậy là ở bên Đồng Nai có thác Giang Điền em đi chưa ta ha? Dạ chưa anh. À vậy là mình có dịp mình đi cuối tuần. À. Dạ. Hai đứa tìm nút bấm luôn đi. Được rồi, hợp lý rồi, bấm luôn em. Khỏi tự đếm luôn đi em. 1, 2, 2, 9, 9, 3. Rồi. Bữa nay khỏe á. Rồi, tự ôm hôn luôn. Đó. Rồi, con xin phép bác. Bây giờ hôn nè, trời ơi. Xin phép bác với em trai. Ừ. Không đẹp. Vì hôn tay, hồi nãy mới đốt nhau ăn quýt đồ dữ lắm mà. Làm dữ lắm mà, hung há luôn. À. Tuổi rồi là công việc hiện tại của mình đang là gì? Mình đang sinh sống ở đâu? Và giới thiệu một vài nét về bản thân như là yêu nhược điểm của mình ấy nhá. Mời anh ạ. Vâng ạ. Cứ nói thẳng thắn như vậy ạ? À? Đúng rồi. Mời anh ạ. Em là Nguyễn Duy Nguyện ạ. Ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Anh Nguyễn sinh năm bao nhiêu ạ? Vâng, em sinh mùng 1 tháng 5 năm 1982 ạ. Rồi, anh Nguyễn hiện tại là đang làm công việc gì ạ? Vâng, em cũng mới sinh sống, học tập, sinh sống và lập nghiệp ở khác lãnh thổ của mình chút ở phía Hàn Quốc. Khoảng hơn 10 năm em mới về lại quê hương khoảng 4 tháng nay ạ. Là hiện tại mình có công việc gì không anh hay là... Hiện tại thì đang ở nhà học di trường cao đẳng Đông y của tỉnh nhà. À là mình đang đi học, thế là trước đấy 10 năm ở Hàn Quốc là mình làm gì ở bên đấy? Vâng, thì vừa làm trước là học tập, sau là dạy tiếng Việt cho con em với lại người ngoại quốc ở bên Hàn, rồi là cũng là làm vừa là làm công nhân mà cũng là có thời gian làm quản lý của bên Hàn, phía Hàn ạ. Nhưng mà cũng có thời gian nữa là dạy tiếng Việt cho người ngoại quốc với lại người quân em người Việt Nam mình ở bên phía quân em người Hàn mà học tập tiếng Việt ở bên phía Hàn Quốc ạ. Bên Hàn là mình ở đâu anh? Ở tỉnh nào? Hay là ở Seoul? Dạ, ở tỉnh Daegu ạ, thuộc trường đại học tư nhân, trường đại học Kaemin ạ. À, rồi. Anh Nguyễn là đã từng kết hôn chưa ạ? Dạ chưa. Chưa kết hôn mà cũng chỉ mới một lần rung động ở tình yêu đầu cách đây khoảng 18-19 năm ạ. Là từ đấy đến giờ là không có yêu ai, không có bất kỳ một mối quan hệ nào. Xác định đi ra lập nghiệp cho nên cũng chưa có yêu thương ai cả. Rồi thế kể về cái lần rung động đấy thì anh là 18-19 là chính thức yêu nhau chưa hay là... Chưa, chỉ là sự rung động của tuổi học sau khi phổ thông thương yêu cô bé hàng xóm thôi, nhưng mà cũng chưa bao giờ nói. Rồi, thế bây giờ là anh đang muốn tìm một người, một mẫu người như nào anh? À, mình thì không có khắt khe với lại cũng không có cái điểm là chê người này hay người kia, nhưng mà mình rất thích là người ở phía Nam ạ. Người phía Nam hoặc là người miền Trung cũng được. Độ tuổi thì sao ạ? Thích tính cách và cách sống của con gái phía Nam hoặc là người phía Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Về độ tuổi thì sao ạ? Độ tuổi thì mình cũng rất thích là được kết hôn với vợ của mình, nếu mà được thuộc thế hệ gần nửa sau của 9X, nửa sau của 9X thì tốt, vì mình thích vợ trẻ một chút để cho vợ vui với con cái rồi dạy con cái cho dễ hơn. Rồi hiện tại là tính cách thì mình sống cũng hiện đại cho nên mình cũng thích sống với người vợ mà mang tính nó cũng hiện đại chút. Rồi hiện tại là mình đang đi học, là chuẩn bị học xong và làm thêm cái gì hả anh? Vâng, học xong thì nhà mình có
4 đời để đã làm thuốc đông y chữa bệnh cho người dân rồi ạ. Có nghĩa là học xong nếu mình mà muốn ở lại quê hương thì mình quê hương Việt Nam thì mình sẽ làm tiếp cái nghề của cha ông, mình cắt thuốc chữa bệnh cho bà con, hoặc là mình có thể sống ở bất kỳ vùng nào của lãnh thổ Việt Nam ạ. Chương trình hiện tại là đang ghi hình ở Sài Gòn, ở thành phố Hồ Chí Minh, thì không biết là mình có thể sắp xếp tham gia được không anh? Vâng, bất kể ở chỗ đâu thuộc lãnh thổ Việt Nam mình gọi là mình có thể đến được. Rồi, hôm nay là cái buổi casting đầu tiên thôi, thì khi mà anh được chọn vào vòng trong rồi thì chương trình sẽ liên lạc lại để làm nội dung cụ thể hơn anh nhé. Cảm ơn anh ạ. Sao chị thấy đầu thôi thế? Em cao lên. Ờ đúng rồi. Ok. Em cao bao nhiêu? Em cao 1m6 ạ. Rồi bây giờ chia sẻ một chút giùm chị. Họ tên, công việc, quê quán của mình là gì? Em họ đây là Nguyễn Đức Sang ạ. Quê quán em ở Việt Yên, Bắc Giang ạ. Công việc của em hiện tại thì là em làm bên marketing trên Facebook ạ. Với lại bên bất động sản ạ. Rồi. Đang làm ở quận mấy em? Em làm ở ngoài Bắc Giang luôn ạ. Bắc Giang luôn. Vậy thì ghi hình rồi có vào trong Sài Gòn được không? Dạ được, em đi suốt mà. Đi vào trong này nhiều lắm hả hay sao? Dạ vâng, em cũng thỉnh thoảng em vào trong đó ạ. Em sinh năm mấy hả? Em sinh năm 95 ạ. 95 mà đi kiếm bạn gái là chừng nào cưới em? Dự định? Duyên tới là cưới thôi chị ạ. Lại là câu nói rất là chung chung nha. Rồi ok, bây giờ chia sẻ điểm mạnh, điểm yếu của em giùm chị, đường tình duyên của mình luôn. Đường tình duyên thì hiện tại chưa có mối tình nào. Còn về điểm yếu thì là như này, điểm yếu hơi ngại tiếp xúc với các bạn nữ. Lý do em thích trai hả hay sao? Không, tức là kiểu như là tức là ngại tiếp xúc với các bạn nữ trên 2000 quên mất. Kiểu như là các bạn nữ ít tuổi quá ấy. Còn những cái bạn mà xem tuổi thì tiếp xúc rất là ok. Còn em thấy... thì mà em có biết cua gái gì không mà sao giờ? Em toàn được cái cua rồi. Đâu kể vài câu chuyện nghe chơi coi. Có một câu chuyện đó là một bạn sinh năm 99 ở Cần Thơ, tức là em làm việc online ấy, thì khách hàng của em là ở trên các tỉnh đều có, em là toàn bị khách của em toàn tán thôi. Thì là có cái bạn ở Cần Thơ đấy là ấn tượng nhất, bởi vì là thứ nhất là nói, cách nói chuyện cũng như là bạn ấy thích trai Bắc này, em thì cũng thích cái nam ấy các thứ, hai người nói chuyện hợp, nhưng mà do là kiểu như xa ấy, nên là gia đình nhà bạn gái không đồng ý, nên là bọn em không đến với nhau, và từ đó là em cũng không nói chuyện với các bạn khác, bạn kiểu như các bạn nữ mà trên 2000 ấy, mà những cái khách hàng kia thì đa số là các chị ấy toàn tán thôi, bởi vì là các chị ấy toàn lập gia đình rồi mới lại kiểu ly thân ấy. Đó. Khoái em hả? Trời, ly thân mà thích trai thân đó đúng không? Tại vì là em làm việc online cũng thoải mái mà em cũng hiểu chuyện các thứ, mấy chị nhiều khi mấy chị tâm sự ấy, em cũng tâm sự với các chị, nên là các chị thấy gọi là nghĩ em là một người con trai tuyệt vời khi mà thấu hiểu được cái tâm tư tình cảm của đối phương, nên là các chị toàn tán. Ok, bây giờ thích tìm bạn gái như thế nào nè? Em thích tìm một con mèo ạ. Là sao đây? Cụ thể coi. Sinh năm 99. Sinh năm 99. Có gì nữa? Thứ hai nữa là dễ thương này. Gọi là cùng ngành cũng được. Nhưng mà nói chung là cứ là con gái được chị ạ. Còn về duyên số thì mình tìm hiểu xem là có đến được với nhau hay không. Thì là mình tiến tới thôi. Rồi ok, em ở khu vực miền Bắc hay sao? Em ở khu vực miền Bắc ạ. Nhưng mà em thích bạn gái khu nào? Miền Nam được không? Miền Nam cũng được chị ạ. Trời ơi, vậy đã đâu cũng được. Nhưng mà sau đó thì sao, hẹn hò được hay không nè? Được, nói chung là vị trí khoảng cách thì không ngại chị ạ. Quan trọng là chỉ cần có lý do thôi. Ok em. Rồi được rồi, nếu được chọn thì chương trình liên lạc lại với mình ha. Rồi anh Tuấn có nghe rõ chương trình nói không ạ? Có, chị nghe rõ.
Mình giới thiệu về bản thân mình cho chương trình biết anh nhá. Mình tên tuổi là gì này, hiện tại mình đang làm công việc gì, mình đang sinh sống ở đâu. Rồi mời anh. Chào Đăng Trần, mình là Tuấn, hiện sinh sống làm việc ở Nha Trang. Công việc của mình là văn phòng thôi. Anh Tuấn là sinh năm bao nhiêu ạ? Mình sinh năm 90 ạ. Mình làm văn phòng, cụ thể là mình làm cho công ty nào anh? Công ty cà phê ở Nha Trang chị ạ. Anh Tuấn chia sẻ về bản thân đi ạ, mình có điểm mạnh, điểm yếu gì không? Điểm mạnh thì mình thì cũng thích thể thao, cũng biết quan tâm chia sẻ, cũng nói chung là Mình chia sẻ về chuyện tình cảm của mình đi, mình từng yêu ai là từng kết hôn chưa ạ? Tình cảm thì mình có mối tình trước đây là 3 năm, vừa rồi là không đến được với nhau. Lý do vì sao lại không đến được với nhau thế ạ? Tức là kiểu như cô ấy muốn, nói chung là muốn chiếm toàn bộ cái một sự quan tâm và và kinh tế của mình cho bên nhà mình á, nên mình quyết định là không có cưới nữa, mình hủy cưới á. Rồi thì bây giờ là mình đang muốn tìm một mẫu người như thế nào anh? Thì cũng thì có công việc ổn định là được rồi, với lại cũng ngoài cũng hơi có nét dễ nhìn chút. Chương trình thì ghi hình ở trong Sài Gòn, thì không biết là mình ở Nha Trang thì mình có tiện bay vào để ghi hình được không ạ? Thì nếu mà được thì chắc chắn mình sẽ bay vào thôi. Rồi, thì chương trình hôm nay mới chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Khi mà chương trình tìm được người phù hợp cũng như là mình được chọn vào vòng trong ấy, thì chương trình sẽ liên lạc lại với mình để mà làm nội dung cụ thể hơn anh nhé. Thì buổi phỏng vấn của mình chỉ đến đây thôi. Cảm ơn anh ạ. Dạ, cảm ơn chị nhé.